Video này không quảng cáo bán hàng mà được làm ra với một mục đích duy nhất, đó là giúp cho khách hàng dù mua loa ở bất kỳ đâu cũng tiết kiệm được nhiều tiền nhất và ít bị lừa nhất. Khi làm video này thì Tâm Việt có thể sẽ bị rất nhiều các nơi bán hàng khác ghét Tâm Việt, nên là rất mong khách hàng hãy bảo vệ Tâm Việt nha. Không nói đến các mặt hàng trong các lĩnh vực khác hoặc là những cái thương hiệu âm thanh, thương hiệu quốc tế lớn đã quá lâu đời nha cả nhà. Chỉ nói riêng về những cái hàng loa kéo, loa karaoke di động, loa xách tay karaoke thì cả nhà chúng ta đừng có ham hàng nguyên siêu tại Việt Nam mình. Cái quan trọng á là hàng nó nguyên mới là được rồi. Còn cái chuyện mà bóc siêu ra rồi á, làm lại siêu, nói chung người trong nghề cái đó là chuyện nhỏ. Khách hàng chúng ta đã muốn làm thì khách hàng sẽ không biết đâu cả nhà ha. Thậm chí là hàng cũ rồi làm mới lại, người dùng cũng rất khó để nhận biết. Nếu không muốn nói là không thể, trừ khi là người dùng này cực kỳ rành. Mà rành như vậy thì hiếm lắm, nên người ta mới có cái câu là gì, người mua thường lầm, chứ người bán thì ít khi lầm lắm. Trong thời đại ngày nay thì thật sự là cả nhà chúng ta cảm thấy tin tưởng được ở đâu thì chúng ta đặt niềm tin ở đó thôi, đơn giản là vậy. Nói về cái lý do tại sao riêng đối với các sản phẩm loa kéo, loa karaoke di động, loa xách tay karaoke, cả nhà chúng ta đừng có ham hàng nguyên siêu. Thì lý do là tại vì tỷ lệ lỗi của những cái mặt hàng này rất là cao nha cả nhà. Còn cái lý do tại sao mà cái đặc thù của mặt hàng này nó có tỷ lệ lỗi rất là cao thì nó lại dính sâu về chuyên môn kỹ thuật và nhiều các vấn đề khác. Nhưng mà mình sẽ không nói sâu trong video này, tại vì thật sự nó cũng không cần thiết và nó cũng gây ra nhiều cái khó hiểu cho khách hàng. Những ai mà chúng ta muốn biết về sâu về vấn đề đó thì chúng ta cứ liên hệ riêng Tâm Việt bên mình nha. Hồi thời gian đầu mà bắt đầu bán loa kéo á, thì bên mình cũng có để hàng nguyên siêu để mà bán cho khách. Tuy nhiên là được một thời gian á, thì cảm thấy rất là mệt mỏi. Tại vì cái tỷ lệ lỗi nó cao, khi khách hàng xảy ra trục trặc á, thì rất là mất công, thời gian, mất tinh thần, rồi công sức, tiền bạc của cả hai bên. Nhiều khách họ nhận hàng á, rồi đúng cái lúc đó đang có những cái buổi quan trọng, ví dụ như là lâu lâu nhà họ tổ chức một cái buổi tiệc hoặc là lâu lâu mới có cái dịp đó để lấy cái loa ra chơi, cái tự nhiên họ lấy ra cái nó bị lỗi mất tiêu, có nghĩa là nó tự nhiên họ mất hứng luôn, mà đâu phải cái dịp đó lúc nào nó cũng diễn ra đâu cả nhà. Nhiều khi cảm thấy bực mình luôn. Và nói về phía bên mình á thì bên mình là người bán mà, nên là khi xảy ra sự việc như vậy á, bên mình bắt buộc phải nhanh chóng đi hỗ trợ đổi trả bảo hành cho khách. Trong khi á là nếu mà ngay từ đầu mà hàng về á mà bên mình mở ra kiểm tra mọi thứ kỹ hết, test theo quy trình rõ ràng hết thì nó sẽ đỡ mất thời gian công sức cho cả hai bên, đặc biệt là nó sẽ không xảy ra cái tình trạng mà mất hứng của khách như thế. Từ đó về sau hả, là bên mình có một cái quy trình kiểm định và kiểm tra hàng rất là kỹ luôn. Tất cả các hàng hóa về là khui ra toàn bộ hết và kiểm tra hết, từ ngoại hình tới chất lượng âm thanh mọi thứ luôn. Đặc biệt là cái mùa Tết. Cái mùa Tết là cái mùa kiểm tra kỹ nhất. Tại sao ạ? Tại vì mùa Tết á, các hãng người ta thường tăng gia sản xuất, và tăng gia sản xuất thì tỷ lệ lỗi nó cao. Tỷ lệ lỗi cao á thì dẫn đến là phải kiểm tra kỹ hơn. Tại vì cả nhà chúng ta biết sao không? Cái mùa Tết mà đôi khi mùng 1, mùng 2, mùng 3 đang lấy ra chơi cái nó hư mất tiêu. Mà thường Tết á thì nhà hãng người ta lại nghỉ Tết, người ta lại không tiếp nhận bảo hành. Mà thường ai cũng nghỉ Tết, như bên bán thì người ta cũng nghỉ Tết. Nói chung rất nhiều khách hàng trong mùa Tết người ta gọi điện, người ta cầu cứu. Mà không phải mua bên mình nha, mua ở những chỗ khác á. Còn bên mình thì ít bị lắm, cũng có, nhưng mà ít lắm, tại vì bên mình test kỹ rồi. Cuối cùng chốt lại á, cả nhà chúng ta khi đi mua loa á thì chúng ta mở ra chúng ta test kỹ luôn, hoặc là chúng ta yêu cầu nơi bán kiểm tra hàng kỹ mọi thứ hết cho mình luôn. Lúc mà chúng ta nhận hàng á, chúng ta chỉ cần quan sát và kiểm tra kỹ xem loa còn mới nguyên hết mọi thứ toàn bộ ngoại hình hay không là được. Còn về vấn đề mà nó bị lỗi âm thanh á thì cái đó là bảo hành đổi trả. Lời khuyên của bên mình á thì cũng nên tìm những nơi nào mà họ có chính sách đổi trả bảo hành cũng như là hỗ trợ sau mua nhiệt tình, và mình xem xét cái nơi đó mình cảm thấy tin tưởng thì càng tốt. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Nếu có gì sai sót, rất mong được chỉ dạy và lượng thứ, vì video này cũng chỉ vì mục đích muốn giúp khách hàng thôi ạ.